đời sống muôn màu trên nồ của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài hát mang tựa đề là Còn chút gì để nhớ. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Cao phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thắm thật buồn. Anh khách nào đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Quanh năm mùa đông nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trắng. Phố núi cao, phố núi trời cao, phố xa không xa nên phố tình thân. Dăm phút ta về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lạc trên đồ biên giới. Còn một chút để nhớ để lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em đây cũng má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên tóc em cao, phố núi trời đông, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút ta về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng thấy băng qua. Trên đồn biên giới còn một chút gì
bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye.